Trong không khí chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ngày 19 tháng 5 năm 2024, xã Xuân Thịnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Xuân Thịnh năm 1954-2024 và tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới. Trước đây, các làng của xã Xuân Thịnh thuộc Tổng Thượng Cốc, Phủ Thọ Xuân. Sau nhiều lần chia tách sáp nhập, năm 1954, xã Xuân Thịnh được thành lập thuộc huyện Thọ Xuân. Đến năm 1965, khi huyện Triệu Sơn được thành lập, xã Xuân Thịnh thuộc huyện Triệu Sơn. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 60,55 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,99%. 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Nhân dân đã hiến được 4.913,9 m vuông đất để thực hiện mở rộng nền đường, các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm. Các trường học được đầu tư cơ sở vật chất khang trang theo tiêu chí đạt chuẩn, qua đó tạo điều kiện tốt nhất để con em học tập và phát triển. Trạm y tế được đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chí, khuôn viên rộng đẹp, đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Các thiết chế văn hóa tại Trung tâm Ủy ban Nhân dân và các thôn được đầu tư khang trang, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư. Công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn được giữ vững, tỷ lệ khu dân cư được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự từ 90% trở lên. Với sự nỗ lực vươn lên trong xây dựng quê hương, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, năm 2020 xã Xuân Thịnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2022 đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đảng viên và nhân dân đã bày tỏ sự vui mừng trước những đổi mới của quê hương, quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng Xuân Thịnh phát triển giàu mạnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Văn Tuấn đã ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ xã Xuân Thịnh đã đạt được trong 70 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, Đảng bộ xã Xuân Thịnh phải phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Trước mắt là tập trung lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trong năm 2024. Quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tiếp tục chăm lo sự nghiệp giáo dục, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, coi trọng việc bảo vệ môi trường sinh thái, gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác vệ sinh môi trường, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giữ vững an ninh trật tự, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với việc nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác. Nhân dịp này, đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã công bố quyết định tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã Xuân Thịnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.